Thank you Sáng ngày 11 tháng 11, Hội nông dân tỉnh An Giang phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức tập quấn nghiệp vụ quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động quỹ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2020 cho cán bộ nghiệp vụ quỹ hỗ trợ nông dân và chủ tịch phó chủ tịch Hội nông dân cấp xã của huyện Tịnh Biên, An Phú, thị xã Thanh Châu và thành phố Châu Đốc. Trong thời gian một buổi, hơn 40 học viên đã được ông Tô Văn Quánh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang và ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, phổ biến các nội dung về công tác quỹ thác cho dây hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các nhân bản chính sách cho dây mới, việc quản lý điều hành quỹ hỗ trợ nông dân gắn với xây dựng tổ hội nghề nghiệp, công tác quản lý tài chính quỹ hỗ trợ nông dân, các điều kiện được hỗ trợ giống dây và biện pháp xử lý nợ bị rủi ro thông qua tập quấn nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ tín dụng cho dây, quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ thác cho dây đối với tổ chức hội đoàn thể cấp xã. Được biết, thời gian qua, thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020 trên cả nước đạt 2.040 tỷ 389 triệu đồng trong đó nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương 569 tỷ 180 triệu đồng, các địa phương trên 1.471 tỷ đồng. Qua đó đã tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ hội viên xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.